Mới đây, trường hợp của một chú mèo đam mê đi ấp trứng dạo đã làm cộng đồng yêu chó mèo xôn xao vì hiếm khi gặp trường hợp như vậy. Theo đó, một cô gái tên Tiểu Lam nuôi một đại boss gọi là lạp xưởng. Cô cho biết, dạo gần đây, cô bạn bốn chân có nhiều hành vi mờ ám. Mỗi sáng thức dậy, nó không đi tuần tra quanh nhà mà lén lút chạy đến chuồng gà. Sau khi tìm hiểu, chủ nhân phát hiện, hóa ra lạp xưởng thích thú với quả trứng trong ổ rơm. Cô nàng liền mô phỏng lại dáng vẻ của gà mái ấp trứng. Ngày qua ngày, công việc đó trở thành niềm đam mê của lạp xưởng. Tuy nhiên, cuộc đời lắm lúc éo le, xui xẻo thay cho đại boss đã bị gà mẹ phát hiện. Do đó, lạp xưởng bị gà mẹ tấn công vì lầm tưởng có mưu đồ bất chính. Nhiều ý kiến cho rằng lạp xưởng xứng đáng được trao danh hiệu mẫu hậu quốc dân vì nó không cần phân biệt giống nòi, chỉ cần thấy trứng là bản năng người mẹ liền trỗi dậy.